Rồi, xin kính chào anh em, bạn bè gần xa, có cái đam mê radio cassette đã theo dõi kênh của Thanh Tú nha. Thì hôm nay Thanh Tú cũng xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài radio cassette đến từ thương hiệu Nationan, có cái mã là RQ552. Đây là một chiếc đài mã quân đội anh em. Đó, thì con này á, thì tình trạng rất là đẹp. Đó, Thanh Tú cũng bán nhiều chiếc rồi. Đặc biệt chiếc này anh em sưu tầm rất là nhiều, tìm để chơi rất là nhiều, bởi vì nó thiết kế rất là độc. Đó, lo tổ ong nè anh em, có cái viền mà cái viền si viền nhôm nguyên khối, viền lo đây. Đó, rồi cái hình thì tổ ong rất là đẹp. Con này có 3 băng sóng AM, FM và SW. Đó, anh em thấy nè, đây là cái logo của NA. Đó, thì ở trên đây là những cái hiển thị nè, đây là có cái cần gạt nè, đây là công tơ số, đây là cái bóng đèn. Đó, anh em nhìn thấy hình thức cửa băng rất là đẹp luôn. Không có chày, không có phai nhòa gì hết nha. Rồi, thì tình trạng con đài rất là đẹp. Cái mã model này anh em chơi sưu tầm rất là săn đón, bởi vì nó có cái chất âm rất là hay. Loa của nó là loa từ móng ngựa cũ vuông. Loa nó chỉ là 12 cm thôi anh em, nhưng mà cái củ từ nó to gần bằng cái màn lo luôn. Đó, bởi vì chất âm nó rất là hay, sâu. Đó, sáng nét. Thì tình trạng chiếc đài đẹp, cho anh em xem về cái má hồi bên đây. Đó. Do vận chuyển trên đây nó có một vết chày nhỏ xíu mà anh em, nhỏ hơn đầu đũa ăn nữa. Đó, còn đây là phẳng lì đẹp luôn ha. Mã si quay sách rất là sáng bóng luôn anh em. Đây là cổng kết nối. Những cái kim loại mà viền của mà kết nối các cổng kết nối nè, anh em thấy còn sáng chân nè. Đây là cổng AUX nè. Rồi xoay bên đây cho anh em xem. Đó. Bên này cũng vậy, đây là núm tuning cũng còn rất là đẹp. Cái tem của chữ nhật dán lên đây về cái mic thoại còn luôn. Đó. Thì con này á, là dòng quân đội cho nên nó thiết kế có cái mic thoại, anh em mình bấm đây nè. Đó. Thì mình lấy ra cái mic. Đây Thanh Tú cho xem cái mic đây. Chút xíu nó Thanh Tú test mic luôn nghe anh em. Nè, mic nè. Nationan nè, wireless nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anten dày thòn luôn. Đó, có bỏ pin vào sẵn hết rồi, chuẩn bị sẵn hết rồi để hồi test cho anh em luôn. Đó, thì tình trạng cái chiếc đài là đẹp, rất là độ đẹp rất là cao, rất đáng sưu tầm. Rồi cho anh em xem. Đó. Tất cả các chữ hiển thị ở phím cassette còn rất là rõ ràng, không bị phai nhạt, không có bị mờ. Đó. Phím cassette nó kết hợp giữa nhôm và nhựa, gồm có tất cả các phím bấm như là play nè, rồi ghi âm nè, đây là pauser nè, kết hợp giữa nhựa và nhôm rất là tinh tế, còn sáng bóng nghe anh em nè, anh nhìn thấy nè. Thường thường thì mấy cái này nếu mà cũ ố á, thì nó sẽ oxy quá, nó sẽ xấu đi, nó sẽ nhòa đi. Rồi đây là 3 băng tầng nè. Đó, cái này là cái cần gạt để mình chuyển mạch radio cassette và slip là chế độ nghỉ. Đó, đây là núm mic phone gì nè. Đây là trầm ấm chỉnh tông. Đây là volume. Đó, volume á, thì các phím núm này đó là nó kết hợp giữa nhựa và nhôm luôn anh em. Ở trên nó nhôm nè, anh em thấy viền không, viền sáng bóng không, còn ở dưới là nhựa ha. Đó, thì tình trạng con đài á, thì Tú đã giới thiệu nó gõ gàng là như vậy. Thì anh em xem nãy chưa giới thiệu mặt lưng nó cũng đẹp anh em. Đây là tem thông số kỹ thuật nè. Đó, anh em nhìn thấy anten mới tinh luôn nghe anh em, anten nguyên zin theo đài luôn nha. Mã si quay sách của bên đây nó cũng đẹp luôn nè. Đó, anh em nhìn thấy nè. Đó, mã si quay sách đẹp luôn nha, còn sáng bóng luôn nha, không có bị nhòa. Rồi thời tiết rất là nóng nực, cho nên là Thanh Tú không có ra ngoài trời quay ở trong nhà. Mới đúng quầy dừa kìa anh em, quầy dừa rất là nhiều trái, sai trái luôn, có dao sẵn luôn, chút chặt ấu luôn. Rồi bên đây quầy nữa nè, anh em thấy một đèo quầy dừa nè. Rồi bây giờ đó, giới thiệu con đài cho anh em như vậy. Bây giờ Thanh Tú xin test đài nha. Trước tiên thì Thanh Tú xin test radio. Rồi mở radio đây nè. Kênh AM nè, kênh này FM nè, AM nè anh em nè, AM nè. Đó.
đưa chật lọt có mà. De la population active, c'est 61% rồi, de la population. Và là sợi dây gắn kết mỗi cá nhân với nhau để tạo ra sức mạnh tập thể. Con này tiếng rất là ấm. Tự nhiên, các vỉa than chạy ngoằn ngoèo trong các lớp. Khi mình mở radio á, mình bấm ở đây nó cháy đèn này, anh em đây nè. Khai thác. Đó, anh em thấy không? Kỷ luật và đồng tâm đó, là bí quyết. Ban đêm mình mở sáng lên, mình bấm đèn rất là sáng luôn. Tiếng đồng hồ hàng ngày. Bây giờ Thanh Tú chỉ xem FM đây, chuyển xem FM nè. FM thì mình phải kéo anten lên để nó kết nối sóng. Rồi Thanh Tú xin chỉnh FM nha. FM con này chỉ 90 thôi, Thanh Tú đã chỉnh lên full 108. Bây giờ Thanh Tú xin chuyển về những cái tần số thấp rồi chỉnh dần lên cao nha. 123 năm nay. Rồi bây giờ chỉnh nào. Tiếp theo nào. Cả nút rốt cầm phương của bánh trời cận lại nè. Tiếng rất là nét luôn em ơi. Transport prenne davantage revendication de confort, rapidité. Năm 2000. Ai ước mơ chỉ chuyện xưa giờ như được trôi. Tiếp theo nha. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, đó, tiếng Quảng rất Ngãi, là trong Nhơn, ấm. Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh. Nhất là có đài đó anh em. Chỉnh full 108 rồi anh em yên chí mà dùng nha. Chị ta chào tha và trong thuê nữa cô ba đôi chị ở phục đài An Giang. Ta tự nhiên cùng quốc sức của người lao động bỏ ra sẽ ít hơn. Và cái lâm sức em ở đây nhiều đài lắm sẽ cao hơn. Đài Kiên Giang đó anh em. Tiếp theo nha. Phải cách xa em, anh chỉ có 102.7. Rồi ok. Rồi thì tiện đây á. Sẵn kéo anten lên thì Thanh Tú xin test ra cái mic thoại luôn. Đây mic thoại nè anh em. Mở mic thoại luôn nha. Rồi mình mà vừa mở mình chỉnh FM nè. Alo 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 1 2 4 alo 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 1 2 1 2 4 alo 1 2 4 alo 1 2 1 2 4 alo. Mình có thể chỉnh tới chỉnh lui đến khi nào là cái mic nó chặt nhất là như nào. Alo 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 1 2 3 4 alo 1 2 3 4 alo alo 1 2 3 4 alo alo 1 2 3 4. Rồi như vậy là mic thoại hoạt động bình thường nghe anh em. Rồi như vậy thì mic thoại radio AM FM Thanh Tú đã test hoàn hảo ha, hoạt động ok hết. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test bằng cassette nha. Rồi play. Dương kinh sử chúa trao lại kinh ưng thi chim ngao đầu hiển dinh lâu bình trà rượu hư thân tan nhà nát.
Ngầu, gã ăn mày này tới tìm ta làm gì? Lưu Bình đấy, hiền đệ không nhớ anh sao? Ta không biết Lưu Bình nào cả. Nếu người có đói gì nữa, Vương Hầu, dọn cho hắn một trái cà hiu và một tô cơm hẩm. Bá hư Dương Lễ, Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hồ cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống, tiết đông sang ta lo mi lạnh cho áo hồ cừu mặc ngoài lúa gánh, để cho mi yên tâm theo bề học dẫn, ta tặng cho mi riêng một thơ phòng. Giỏi. Mài sối kinh nấu sự khi bản hổ danh đề mi vỗ cánh bay. Thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chí tình chí nghĩa, nay đã tan nhà nát cửa, thật buộc lòng mới lết đầu tới nhờ giả thượng quan. Hỡi ơi cái nghĩa kim bằng mi chỉ đáng là một trái cà thiêu và một tô tôm hầm. Giỏi thì học hành thử coi trí óc của ngươi có bị được ta chăng? Còn cơm đó ăn không ăn là tự ý. Ăn à? Chào mi. Bơ Lưu Huynh, Lưu Huynh, lòng của đệ chỉ có đất trời chứng giám. Đệ muốn nhờ trái cà thiêu và tô cơm hầm để gửi Lưu Huynh về cửa không sân tình. Một tia hy vọng, nếu Lưu Huynh ta được nàng chiều chuộng, chắc dễ dàng lên tốt linh thang mây. Châu Long ơi, Tào Khang chi thế là đạo trọng, nhưng cái nghĩa kim bằng thì bằng tiền chi giao mà cá vong. Sao nè anh em, sau buổi bấm cung tơ nhện bùa loan phòng, tình mà ông tình mà nghĩa, nàng đi rồi ta cô độc trên đỉnh công danh. Suốt cuộc đời làm sao Lưu Bình này còn tìm được Châu Long? Còn Dương Lễ, Lễ ơi, ta sẽ gặp mi tại giữa công môn, ta sẽ mắng vào mặt mi cho hả giận. Đối với ta có gì giải thám qua hay bản nhãn, học hay công là do chi của Lưu Bình. Dừng tiểu lại đây,
Lễ. Dương Lễ đâu rồi? Chào Lưu Hiền huynh. Còn ai? Ai ngồi với người đó? Kinh Hiền huynh, tiện nổi là Châu Long Cỏ. Châu Tiểu Thơ. Châu Tiểu Thơ. Và đại nghĩa của Châu Long cho đến giây khắc sau cùng, ta vẫn là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao. Rồi Thanh Tú xin tour nha, tour lặng mà cho nó gần hết băng để test cho chức năng auto stop cho anh em luôn. Rồi chết áo hồ cừu này quận chúa đã ban cho, xin khoác lại cho người chủ phụ. Gió thôi từng cơn bước giá, pháp áo lòng từ xưa ấm ca thân. Ôi ấm đêm thay tình mặn nồng, bao sợ mạnh áo xưa xưng hoàng về người tình. Đôi ta giữ gìn lâu nay, nhớ nắng thôn vàng nhà ngay, như gió đông âm thầm lạnh lùng. Rồi hết băng. Đó, anh em thấy không, chạy hoàn hảo ha, auto stop rất là nhạy luôn. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test thêm một chút xíu nữa về cải lương đi. Tuy cô nương, sao giờ này còn ở đây, không đưa bá mẫu sang sông lánh nạn? Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền. Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ. Còn tướng quân? Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử. Cổ Thạch Xuyên. Cô nương đừng quá bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu của mũi giáo. Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông rồi tôi trở lại. Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó. Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Trói nó lại. Và ngươi là dạng phu trưởng Ba Khất Lữ, kẻ đã theo chân thành các tư hãn chính phạt từ Âu Sang Á lực giành Bạch Thân. Còn nhà ngươi tên gì? Cổ Thạch Xuyên. À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tầm thường như thế sao? Có thể, nhưng tầm thường không có nghĩa là cam tâm cúi đầu làm nô lệ. Bây giờ ngươi muốn gì? Đời làm tướng ta không được chết trong danh dự. Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục. Quá! Cha để gã này cho con xử trí. Con định làm gì? Từ ngày rồi đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao? Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lưới thú thật. Được, và giao hắn cho con đó. Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Tại chưa tới lúc. Khi nào mới đến lúc? Chừng nào tôi muốn. Bây giờ chắc cô nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa? Dạ chưa. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì? Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không? Không biết. Vậy thì tôi sẽ khóc. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đầm sai hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng. Thank you.
Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test xong về băng cassette, tiếng hát rất là sáng nét ha anh em. Thì con này á, là ngoài lo cũ vuông rất là to thì nó có cái màn lo nó có cái phễu nhôm anh em. Anh em nhìn quay trên đây nè, thấy cái phần sáng sáng ở chính giữa của cái lo nè, là đó là cái phễu nhôm ở trong, nó xi rất là sáng bóng đó. Thì lo này á, là tiếng rất là hát rất là hay. Anh em thấy mặt sóng đài nó bố trí rất là đẹp nè đó. Cái đường này không phải là mạ cà rôm như những chiếc đài chung khác, mà cái này là nó một cái diện nguyên khối. Chiếc na này anh em thấy vị chứ nó nặng lắm anh em. Rồi như vậy thì phần cassette đã xong, bây giờ Thanh Tú xin test cho anh em cái phần mà line nha anh em. Con này nó có cái cổng AUX line rất là hay đó. Rồi bây giờ Thanh Tú xin cắm nè, cổng là AUX nè đó. Mình sẽ kết nối với điện thoại nha. Tú xài iPhone cho nên phải có cái cổng kết nối này nè, gắt chuyển đó. Không có bắt cái điện thoại nào mà có gắt 3.5 như vậy thì nó quá tiện rồi. Còn này là Thanh Tú không có nên phải Tú phải chuyển sang iPhone đó, thì phải cắm cái nguồn gì. Rồi trước khi mình mở AUX line đó, thì mình phải mở radio lên nghe anh em, thì nó sẽ tự động kết nối line. Còn khi mà mình rút cái line này ra thì nó sẽ kết nối với radio nha. Rồi bây giờ xin test cho anh em nè, một bài hát. Trước khi trả lời, tắt nè, mở nè. Rồi anh em, như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một cái chiếc đài, tất cả các chức năng của chiếc đài ha. Thì anh em mến giao lưu với Thanh Tú thì xin liên hệ với Thanh Tú Zalo để kết nối. Thanh Tú xin gửi cho anh em nội thất chi tiết của cái chiếc đài luôn ha. Về hình thức chiếc đài này thì bên ngoài nó rất là đẹp rồi, anh em muốn tin tưởng thì gửi, Thanh Tú sẽ gửi hình nội thất trực tiếp cho anh em. Rồi anh em mến giao lưu thì liên hệ qua Zalo 0919073813 hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp 0919073813. Rồi xin kính chào anh em nha.